Vợ anh sao bỏ đi đây? Nó nhắn tin với người tình đó, em bắt gặp hai ba lần vậy đó. Em khuyên nó không mà khuyên nó quá trời luôn, hết lần nó không chịu về. Dạ em xin phép chào anh. Dạ dạ. Anh có thể giới thiệu anh tên là gì? Em tên Giang Đức Bình. Anh Bình là quê quán ở đâu đây anh? Quê quán Lâm Đồng, Đà Lạt. Dạ. Quốc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay anh về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Bình Dương giúp anh chuyện gì đây? Em nhờ anh Nguyễn Thanh Hải tìm giùm vợ em về. Vợ anh họ tên đầy đủ là gì? Phạm Thị Thu Trinh. Vợ anh nhiêu tuổi rồi anh trai? 32 tuổi. Vợ anh sao bỏ đi đây? Nó nhắn tin với người tình đó, em bắt gặp hai ba lần vậy đó. Em khuyên nó không mà khuyên nó quá trời luôn, hết lần nó không chịu về. Nhắn tin với nửa đêm đi về, nó phá bằng phím gài mặt cấu này kia. Em thấy vậy em để vậy coi sao. Giờ em lén lén thấy nó bấm mật khẩu, giờ tối em về thấy nó ngủ, em lấy điện thoại xuống coi, em chụp hình lỡ hết trơn luôn. Với người tình thì em khuyên nó thôi em bỏ đi, mình lo tập trung làm ăn, lo hai đứa con còn ăn học nữa. Mà em bỏ nở bỏ không nè, em bỏ em đi vậy. Anh thương em lắm. Em về với anh em ơi. Bộ chị em bỏ qua hết á. Nhỏ gái nó khóc hoài à. Nhỏ nhóc tỏ nó không biết gì hết á. Nó nhớ mẹ nó khóc hoài à. Em về đi. Bộ chị anh tha thứ cho em hết á. Không có gì đâu em ơi. Cửa nhà mở của em. Anh nở không nở đi vậy cái ra đi. Nhắn tin với nó cho người tình. Anh Bình bình tĩnh nha, mình cố gắng nha, để anh em có cách có hướng giúp anh nha. Dạ. Vậy là vợ anh, theo như anh chia sẻ là tới giờ phút này là bỏ anh và bỏ các con của anh đi. Dạ đúng và rồi. Và đi theo người đàn ông khác hả anh? Dạ đúng rồi. Cụ thể là ngày nào anh trai? Chủ nhật á. Được bao nhiêu ngày rồi? Dạ một tuần lễ nay. Vậy là... Đúng một tuần luôn. Ngày đi đó là vợ anh mang theo những thứ gì đi? Đi lấy tiền học con để dành dụm để đóng tiền học phí cho con với chiếc xe. Nhiều tiền không anh? Có 7 triệu mấy 8 triệu à. Cái tiền đó là tiền để đóng học phí cho con? Dạ đúng rồi. Còn chiếc xe là chiếc xe của ai? Xe của ông già. Là của ba anh hả? Ông già vợ á. À của ba vợ. Dạ. Xe đó là xe hiệu gì, màu gì anh? Chiếc AB màu đen. Biển số bao nhiêu? 28611. Vậy là sau khi anh phát hiện ra cái sự việc như vậy là vợ anh đi luôn hả? Không, phát hiện sự việc xong rồi em nói mau hoài em khuyên nó em đi về đừng có làm vậy nữa, xóa đi. Nó nói xóa hết trơn rồi, nó không còn liên lạc nữa. Em cũng yên tâm đi làm, tối về nằm kế bên em nhắn tin nữa. Trời đất ơi, nằm kế bên anh hả? Dạ. Nằm kế bên chồng mà nhắn tin cho người tình hả? Dạ. Trời đất ơi. Giờ em thấy vậy á, ông nói khuyên nó rồi xong rồi á. Em đi làm, nó điện cho công ty á, của nó làm á. Nó nói là sửa hàng vậy đó. Giờ cái em đi làm, buổi sáng đó nó chở con đi học rồi đi luôn, tiêu luôn giờ luôn. Là có mang con đi không? Không. Chở đi đâu trường, nhúng nó lấy xe đi đâu tiêu luôn. Vậy là chở con trong trường rồi bỏ con ở trường? Dạ. Rồi là đi theo người ta luôn? Dạ. Trời đất ơi. Giờ có đi gọi nó không dám bảo quy giáo. Em biết chắc luôn cái hai đứa đang ở chung với nhau mà nó không quên. Điện thoại nó không có, nó về. Nó về bữa về chắc tin như hoài à. Em cứ yên tâm, nó nói vô cho em buồn quả thì em chăm đi đó. Đi chừng nào mà đó hay quả em về. Bây giờ đi 9 giờ luôn. Anh phát hiện được cái chuyện mà vợ anh như vậy lâu chưa? Lâu rồi, một tháng mấy rồi. Một tháng mấy hả? Dạ mà em không nói, em nói thôi em quay đầu đi, em xóa đi. Đừng có liên lạc nữa, tức tốt lên lưng là ăn tiếng ngọt không à. Giờ nó dụ em hai đứa con rồi. Có khi nào nó nói là nó lo cho con em không? Nó nói tất cả, nó nhắn tin tức tốt nói với em, anh đọc hết luôn á. Nhanh sao anh? Nó nói nó lo cho hai đứa luôn, nó nuôi hai đứa. Hả? Dạ. Dạ em mới nhắn tin lại nói á. Không ai mà âm bục hết á. Con mình lo chứ ai mà dám lo con mình. Vậy nó quýnh đập rồi sao em? Em có thương con em không? Tức là cái thằng kia nó nhắn tin cho vợ anh đúng không? Dạ đúng rồi. Nó nói là nó sẽ thương cả hai đứa con của anh. Dạ đúng rồi.
vậy nó lo. Anh có đọc được tin nhắn đó là vợ anh có trả lời người ta sao không? Vợ anh nói sao? Nó thả tim không à? Vợ thả tim không hả? Dạ. Anh đã từng thấy mặt cái người đàn ông đó chưa? Thấy trong điện thoại rồi, nó gọi cho em video trực tiếp á. Nó không có xóa mà nó lưu lại, em thấy em chụp hình lại. Người đàn ông đó như thế nào? Xăm bệnh tùm lum á. Xăm nhiều lắm hả? Dạ. Nhìn có men không? Nhìn có đẹp hơn anh không? Dạ không. Xấu hơn anh hả? Dạ. Mà xăm nhiều hình lắm hả? Dạ. Mà sao không vợ anh mê chi vậy? Dạ. Sao vợ anh lại mê người ta? Nó thích xăm mình, nó ước mơ xăm mình. Em nói ôi, xăm người xăm mình đâu có được tốt đâu. Xăm một cái thôi, xăm hàng ngàn suốt cái đời của mình đó. Mình đồng quay đi, mình đồng quay. Vậy là vợ anh thích những người xăm mình hả? Dạ. Nó cũng thích xăm mình nữa. À. Mẹ em cản lại thôi, đừng đi đâu tính giờ luôn á. Trời đất ơi. Anh và vợ là cưới nhau lâu chưa? Dạ 14 năm nay rồi. Trước khi hai vợ chồng anh gặp nhau á, là trong cơ duyên nào? Làm mai hay là tự quen? Tự quen, chung làm chung công ty á. Trước là làm chung hả anh Trang? Dạ đúng rồi. Sau đó là quen lâu không thì mình cưới? Quen cũng ở gần năm mới. Cái tình yêu lúc ban đầu ngọt ngào không anh? Dạ ngọt ngào, đi em mới chở đối với Long An trên thành phố rồi. Ngày nào cũng chạy dưới đó, chở đi ăn uống. Ban đầu là rất là quan tâm đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Mình có đăng ký cái hôn không? Dạ có. Hai vợ chồng anh chính thức tới ngày hôm nay là được bao nhiêu mặt con rồi? Hai đứa. Một trai một gái hay như dạ, thế nào? Dạ một trai một gái, đứa lớn 13 tuổi, đứa nhỏ 5 tuổi. Trời đất ơi tội nghiệp quá. Vợ anh trong cái thời gian mà gần đây á, từ khi mà anh phát hiện á, dạ, ra cái chuyện mà vợ anh gọi là có gian díu bên ngoài, dạ, anh cảm thấy là vợ anh còn đối xử cái tình cảm với anh còn được trọn vẹn không? Chắc không còn luôn anh ơi. Không còn hả? Dạ. Hai vợ chồng mình là từ trước tới giờ là có hạnh phúc không? Dạ rất hạnh phúc, lúc ban đầu rất hạnh phúc. Rồi ngoại tình nhắn tin trên trong tay em có lỡ đặt đúng mấy bạc tay. Ồ, lần trước có một lần rồi hả? Nhắn tin thì em ghen á, đàn ông nào mà không ghen. Lâu chưa anh? Lâu rồi, 4 năm rồi. Ôi trời đất ơi, vậy là 4 năm về trước là vợ anh cũng nhắn tin hả? Dạ. Có chung người đàn ông này không? Dạ khác. Khác hả? Vậy sau đó thì vợ anh giải thích với anh như thế nào? Nó quen chờ rồi, nó chờ cái gì? Có chồng có con còn quen chơi gì nữa em, nhắn tin nói làm gì. Anh là cụ thể làm công việc gì? Em làm hai công việc luôn, em vừa làm đêm á, công ty chạy xe. Chạy xe gì anh? Chạy xe công nghệ á. Xe ôm Grab đúng không? Dạ đúng rồi. Còn ban ngày thì anh làm công ty? Ban đêm em làm đến sáng mở Grab áp lên em chạy đến chiều cỡ 1-2 giờ trưa giờ em nghỉ ngơi xíu qua 2-3 tiếng gì đó, giờ chiều em đi làm tiếp. Trời đất ơi anh siêng năng anh giỏi vậy hả? Mình làm vậy sức đâu mà chịu được đấy. Rồi cái mơ. Vậy mà vợ anh không biết thương anh hả? Nó biết lo lắm chứ mơ. Mình có dành. Nó chỉ biết đứa là nó không nhớ nó, em không quan tâm nó, không thương nó. Mình có dành cái thời gian để quan tâm cho vợ không? Dạ có, mà ít lắm. Không có nhiều như người ta, tại vì mình lo tính tiền mà để nuôi hai đứa con thôi. Anh đi làm vậy thời gian đâu mà quan tâm vợ con đây. Giờ em nghỉ, ví dụ đi bữa nào chủ nhật á, em viết em xin công ty em nghỉ ngày chủ nhật đếm lo cho vợ con ăn đi chở ăn uống ít mà quan tâm lắm, tại vì em lo cho nó mới học, vợ thất nghiệp nữa. Ví dụ em anh mà nghỉ rồi á mà công việc đó vợ tiền học con cái ai lo. Từ bữa vợ anh đi đến hay là mình có gọi điện nhắn tin được không? Nhắn mình không trả lời điện đúng không bút máy. Anh có liên hệ với cái người đàn ông kia chưa? Rồi điện rồi. Điện người đàn ông đó nói sao? Nó nói á, nó nhắn tin á, tao sẽ vô mày hỗn loạn suốt cả cuộc đời. Rồi nó nói là tao sẽ mày. Vợ anh đi theo người ta ngoại tình như vậy, anh đã nói chuyện với bên nhà vợ chưa? Nói rồi. Bên nhà vợ anh sao rồi? Tại vì đó, gia đình ở dưới luôn tùm lum hết đó, không có quan tâm gì hết á. Bây giờ anh biết được cái sự việc vợ anh là cái người như vậy rồi, anh còn tìm về chi nữa đây? Tại mình còn tình cảm nhiều lắm. Tình cảm gì ở đây nữa? Tại kinh gắn nói tới 14-15 năm nay rồi, tao mới muốn nói chắc chích một ngày một bữa được. Nhưng mà anh thương vợ, vợ có đâu có thương anh đâu. Vợ anh đâu có thương anh đâu.
Không thương cũng được nữa, chỉ về ở chung vậy đi thăm cũng được, ở chung vậy thôi, còn với cái thôn cãi cãi chừng nào em lo con cái đến 14 về tính đại học em muốn đi đâu đi. Trước giờ anh đã khóc vì vợ bao nhiêu lần rồi? Nhiều lắm anh ơi, tim khóc hoài lắm. Sao mình khóc nhiều vậy? Thương quá, lo anh... cho hai đứa nhỏ nữa. Anh phải mạnh mẽ lên anh ạ, mình đừng yếu đuối. Nó còn ăn học nữa. Anh trai ạ, à, em khuyên anh như thế này này, anh phải mạnh mẽ lên, dạ. Đừng khóc nữa, bởi vì cái người đó không xứng đáng để anh phải rơi nước mắt nhá. Dạ. Mình phải mạnh mẽ lên, mình rơi nước mắt trừ khi là về ba mẹ mình, dạ. Về những người thân của mình, những người mà xứng đáng để mình rơi nước mắt. Còn cái người phụ nữ, cái người vợ của anh có cái tính như vậy, việc gì anh phải khóc, khóc để làm gì? Không phải, khóc là đau lòng thứ nhất, cái thứ hai lường gạt mình. Con nửa đêm mới nó khóc, nó đòi kêu hoài à, mình cũng phải đau lòng, động lòng với con cái, mình thương con. Đừng khóc nữa, không đáng để anh phải rơi nước mắt đâu. Nha, nha, nghe lời em đi nha. Dạ. Cái người phụ nữ mà đã bỏ chồng, bỏ con để đi tìm một cái hạnh phúc mới. Dạ. Thì việc gì mình phải khóc? Dạ. Anh phải chuẩn bị tinh thần và tâm lý đi. Thứ nhất là vợ anh đã như vậy rồi, không phải lần đầu, lần này là lần thứ hai rồi. Dạ. Thì anh tìm về để làm gì đây? Đúng không ạ? Dạ. Rồi nếu lần thứ ba xảy ra như vậy nữa thì anh tính như thế nào? Anh tính được không? Dạ không. Hay anh chỉ biết là về rồi cứ sống như vậy rồi tới đâu hay tới đó thôi đúng không? Dạ. Bên gia đình nhà anh đã biết cái chuyện này chưa? Dạ biết hết rồi. Ba mẹ anh có lời khuyên nào, anh chị em anh có lời khuyên nào cho anh không? Ông anh cũng kêu thôi, bỏ đi. Người phụ nữ mà đừng cần nữa. Chắc chắn một điều rằng tất cả người thân trong gia đình đều khuyên anh là nên chấm dứt đi, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Nếu vợ anh, mà thương các con của anh thì vợ anh sẽ không làm những cái điều như vậy. Dạ. Không bỏ anh, không bỏ con của anh, đặc biệt con của anh một đứa mới 13 tuổi, một đứa mới 5 tuổi. Dạ. Để mà đi tìm một cái hạnh phúc mới. Anh suy nghĩ kỹ lại đi. Đêm về mình vắt tay lên trán, mình suy nghĩ, mình nhìn nhận lại đi. Dạ. Đàn ông mình phải cứng rắn mạnh mẽ lên. Dạ. Nha. Mình khóc, khóc cho cha cho mẹ thôi. Dạ. Còn cái người phụ nữ như vậy không đáng. Dạ. Để mình phải rơi nước mắt. Nó phí lắm. Dạ. Và thậm chí cái video ngày hôm nay khi đăng tải lên, 10 cô chú anh chị xem thì hết 9 cô chú anh chị sẽ chỉ trích anh. Dạ. Thậm chí có những lời mình nói rằng anh sẽ làm mất mặt đàn ông. Dạ đúng rồi. Dạ. Rất là nhu nhược. Mình cảm thấy bản thân mình nhu nhược luôn đó hả? Các con thơ của anh hiện nay như thế nào rồi? Có bé nào nhớ mẹ không? Gái nó nhớ mẹ nó, với thằng Út nhỏ 5 tuổi nó điện cho mẹ nó không được. Nó nói nó điện hoài rồi không được, nó ghi nó tự nó ghi âm luôn, không ai chỉ nó. Nó mẹ ơi mẹ, mẹ về đi mẹ, mẹ đâu rồi, điện mẹ không được, mẹ chích queo rồi hả? Vậy là vợ anh lấy mình đi mà mang theo tiền đóng học của con, vậy con có tiền đi học không? Giờ chưa, bây giờ em đang kiếm tiền, kiếm đường, em đi kiếm già em làm kiếm thêm nữa. Bé bé nó có mình đang đi học chứ đúng không anh? Giờ nó buồn bã, giờ nó nói ba ơi, cho con nghỉ học, cho nó thôi con dán học đi, ba không có cho con nghỉ đâu. Đúng rồi, đồng viên con đi anh, phải học mới có tương lai được. Giờ nó đăng lên TikTok con nó nói con thôi. Vợ anh này, anh cho em cũng như cho tất cả cô chú chị được biết này, là vợ anh làm sao mà quen được cái thanh niên kia? Trên TikTok á. Vậy là vợ anh chơi tốt tốt? Dạ đúng rồi. Chơi lâu chưa anh? Chơi đây cũng năm mấy rồi. Vậy là từ năm mấy đến nay? Dạ. Nhưng mà bây giờ anh mới phát hiện được hả? Dạ đúng rồi. Mình cứ mải mê đi kiếm tiền vậy hả? Dạ. Em không muốn lên TikTok đi, Facebook gì hết á. Em không có thể dành cái mấy công nghệ đó. Vợ anh trước giờ là đi làm công ty. Thợ may. Thợ may là có làm chung không? Làm chung với anh không? Hồi đó có làm chung. 4 năm về trước thì có làm chung. Cái khoảng thời gian gần đây á, trước khi mà vợ anh bỏ đi á, là vợ anh có hay đi chơi không? Ít lắm. Có chung gì không? Ít lắm. Thường thường công việc ở nhà là ai là người làm nhiều? Em vừa là làm nội trợ, vừa đi chợ, vừa nấu ăn, nấu nước. Chị còn, trợ vợ về ăn cơm thôi. Còn vợ anh về làm gì? Không có làm gì hết á.
đi làm giờ đi về rồi. Vậy anh cưới vợ về để làm gì? Làm má hả? Không có, bình thường. Anh ạ, thương thì vợ chồng ai cũng phải thương hết nha. Nhưng mình đừng chiều vợ quá, bởi vì bây giờ nam nữ bình đẳng, vợ chồng bình đẳng, chồng tay vợ tay, mỗi người mỗi việc. Mà em nói đó, em la nó hoài à. Thôi em rửa chén đi, để con nó cực lắm. Anh nấu răng nấu nướng thì anh chạy gáp, em anh nấu không nhú sao xong rồi xôi hết đó. Chứ vợ về rồi dọn cơm cho chồng ăn thôi. Tiền bạc trong gia đình ai là người nắm giữ chi tiêu? Vợ. Vậy là anh làm được nhiêu là anh đưa tiền hết cho vợ? Dạ đúng rồi, còn học hành đi em mới có số tài khoản em chuyển cho cô thẳng luôn. Trả dành dụm lại ví dụ 2-3 triệu, 4-5 triệu vậy đó. Mình có giữ lại một chút nào cho bản thân mình không? Ít lắm anh. Dù em lãnh lương nha, em giữ cần 5-700 ngàn ở trong túi để đi xe, đi đổ xăng thôi nè. Trời đất ơi, sao mình giữ ít vậy rồi đi ra đường xe cộ hư hỏng, hoặc là cái tình huống bất đắc dĩ xảy ra rồi mình lấy tiền bạc đâu để mình xử lý đây? Em không tính tới. Trời ơi, mình thương vợ con đến mức độ như vậy hả? Tại em chạy gáp nói ví dụ tiền nào chủ cho một ngày em chạy được nhiêu á, em để dành vô chạy ngày đó 200 em để trong đó em không lấy ra. Em dành dụm em mua điện thoại cho con nó xài. Trong cái thời gian gần đây là vợ anh có đi làm không? Có. Là vẫn làm công ty. Dạ đúng rồi. Giờ nó nói em á là nó nói dối em á là nó nói chủ nhật đi làm mà trong khi đó chỉ là chủ nhật nghỉ. Bữa đó em nghỉ ở nhà luôn. Em coi nó. Giờ nó không đi. Giờ bữa thứ hai á nó nói là tuần sau nó là có đi làm sửa hàng. Em cũng tin là nói cho đi luôn. Mà em điện lên chỗ làm á là chủ nhật không có làm, không có tuần nào làm hết đó. Đó là cái cớ thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Giờ xong rồi đó, cái thứ hai cái em đi làm là thứ hai tuần này là tuần rồi á là nó đi luôn giờ. Vợ anh nói với anh chẳng qua cái lý do là đi làm nhưng thực chất là không phải đi làm. Dạ đúng rồi. Mà có thể rằng là đi hẹn gặp người đàn ông đó. Dạ đúng rồi. Tới giờ phút này trong tâm trí của vợ anh không còn hình bóng của anh nữa đâu. Dạ đúng rồi. Anh phải suy nghĩ cho kỹ. Nhá. Dạ. Bởi vì là có thể là vợ anh tới giờ phút này là đang rất là hạnh phúc rồi. Dạ. Mà vợ anh mà đang hạnh phúc thì việc gì mình phải khổ như vậy? Đã thương hai đứa con. Thương con thì mình cố gắng. Dạ đúng rồi. Mình đừng có trông chờ. Bây giờ em không có trông chờ gì hết á. Tại vì em ấm ức trong lòng lắm. Cái gì mới nói không nói em cái gì á. Coi là bản thân anh là một người có thể tới giờ phút này cảm thấy là mình là người mà bị phản bội rất đau lòng đúng không ạ? Ấm ức lắm mà tức. Nhiều mà. Cái điều uẩn khúc cũng như là ấm ức vì bản thân mình quá tốt, quá thương vợ, thương con, đi làm còn quật như con trâu á để mà lo cho gia đình. Nhưng mà tới giờ phút này là vợ anh phụ tình anh. Đó là một cái điều mà không riêng gì anh mà tất cả những người chồng mà bị như vậy đều có cái tâm trạng giống anh. Anh hãy nói một cái điều gì đó với vợ của anh trên video này. Hy vọng vợ của anh xem được, còn nghĩ tới chồng, nghĩ tới con thì quay về thì bản thân anh còn xem xét lại. Anh nói chuyện với vợ anh đi. Ông ơi, bây giờ á, mọi chuyện nó qua cho nó khép kín ra đi. Bây giờ em về đi. Anh lo là anh lo làm ăn, lo cho con cái, giống như ổn định vừa bữa giờ. Tuy nhiên em làm cái anh chân hững luôn, anh chết đứng luôn á, anh không biết xây sở sao hết á. Em về đi. Về mình lo tập trung làm ăn, đưa hai đứa con đi học hành đến nơi đến chốn chứ. Anh mọi chuyện anh tha thứ cho em hết á, em về đi em. Bản thân anh 14 năm trời qua sống chung với vợ, anh có lầm lỗi làm sai điều gì với vợ không? Em không có lầm lỗi mà em cứ dĩ lên á, hồi đó có Zalo vô phòng á nói chuyện thôi à. Mà em không khóa bàn phím gì hết á, em không cài mật khẩu gì, vợ coi vẫn coi. Là mình nói chuyện với ai? Nhắn tin trên phòng á thì mình nói chuyện chơi thôi. Trai gái? Gái với trai đầy đủ hết. Hay là vợ anh ghen? Cũng có ghen mà em nói nè, cho em coi đó, anh đâu có gì đâu. Ngoài cái chuyện đó ra mình có nhậu nhẹt các kiểu không? Không, em không có nhậu. Mình từ trước giờ ra đòn với vợ mấy lần rồi? Có lần ghen thôi, với lần cãi lộn với mẹ. Mẹ là mẹ của ai? Mẹ ruột của em. Cãi là cãi như thế nào? Vụ nhà cửa này kia. Là vợ anh hổn hả? Dạ đúng rồi, em mới quýnh thôi. Dạ em khuyên hoài à, thôi chuyện gì vậy? Gia đình ngoài người nhịn tiếng đi. Cái thời gian nó xảy ra lâu chưa anh? Lâu rồi.
Trong quá trình mà từ đầu năm tới giờ này, em tính cái thời gian gần đây nhất này, từ Tết tới giờ là anh cảm thấy là vợ anh có lạnh nhạt với anh không? Rất là lạnh nhạt anh. Con á, gái á, thì nó quýnh hoài à. Em điện về đấy nó quýnh con, nó ôi đừng quýnh nó nữa. Nó còn nít nó có biết cái gì đâu. Mặc đồ mua đồ áo hai dây cho nhỏ mặc không à, mà nhỏ không chịu mặc cũng quýnh nữa. Trời đất ơi, vợ anh giả man vậy hả? Dạ. Ngủ là hai vợ chồng có ngủ chung không? Ngủ chung. Mình là có hay ăn cơm chung với nhau không? Dạ có, chiều về là em làm cao 10 giờ mới đi làm mà 10 giờ em làm sáng. Vậy là vợ anh về nhà là không có làm gì hết trơn hả? Dạ đúng rồi. Anh là chợ búa hết hả? Cơm có, nước. Nó đi chợ, ví dụ sáng em chạy gáp chưa về á, là mua đồ ăn sáng để sẵn cho con gái ăn, rồi đi mua thịt thà gì đó để đó, về về em nấu cơm nấu nước thôi à. Rồi chiều vợ về vợ ăn thôi à. Vợ chồng thường thường có hay tâm sự không? Ít lắm anh, nó không có tâm sự, em có nỗi niềm vui buồn gì, nó không tâm sự, nó lên TikTok rồi nó lên chợ nó chia sẻ với mà em đâu có quan tâm với TikTok đâu, nếu mà em quan tâm chút xíu nữa là em biết hiểu chuyện rồi, là em biết nó suy nghĩ sao rồi, mà em đâu biết công nghệ đâu. Là vợ anh thường xuyên chơi tốt tốt hả? Dạ đúng rồi. Vậy là vợ anh chơi như vậy là lên like hay là đăng lên? Đăng hình ảnh lên buồn bã này kia, giờ kia nó thấy mới thả thính vô. Vậy là tâm dính... vô tâm lý, nói em ơi em về đi, anh thương em này kia, lo cho em đầy đủ này kia. Vậy là dính luôn hả? Dạ đúng rồi. Tới giờ phút này bản thân anh còn thương vợ nhiều không? Dạ nhiều. Nhiều lắm hả? Dạ đúng rồi. Mình vẫn mong muốn là vợ về. Về để lo cho con. Và tha thứ. Dạ. Một lần này nữa thôi em ơi. Lúc dịch đó, thì em làm công ty làm ba tay chỗ, vợ nhà thất nghiệp, anh lo cho chu toàn hết, không thiếu thốn gì cho vợ con chết cối khác đó. Giờ qua dịch đó, giờ vợ không có việc làm, chồng nhớ mặc áo gáo vô dịch bệnh luôn rồi, chồng cũng chạy ra đường bươn chải để kiếm đồng tiền về nuôi con vợ. Những khó khăn nhất giả đó, dịch bệnh mà em cũng biết rồi, dính vô cái là chết liền luôn. Mà anh dán ra bươn chải quay mùa dịch đó, anh đưa hàng chở hàng đồ ăn nước uống cho người dân. Anh trai à, tới giờ phút này tóm tắt lại một cái câu chuyện của anh, một cái câu chuyện vợ chồng của anh thật sự rất phức tạp, nhưng mà em vẫn khuyên anh một điều thật lòng. Dạ. Bởi vì em cũng là đàn ông nhá. Em nhìn nhận về anh thì anh là một người thương vợ thương con, lo cho gia đình. Nhưng anh có một cái nhược điểm rất yếu đuối. Dạ đúng. Anh phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi anh ạ. Dạ. Cái gì của mình là của mình, cái dạ. gì không phải của mình có níu kéo có giữ cũng không phải của mình đâu anh ạ. Có thể cái duyên vợ chồng của anh có thể tới đây là chấm hết. Cái này không phải là em xúi bệnh anh đâu. Dạ. Mà em đang góp ý với anh. Cái duyên vợ chồng đến đây chấm hết thì mình phải chấp nhận. Dạ. Bởi vì tới giờ phút này vợ anh là còn có tư tưởng về anh ở đâu, tâm trí của vợ anh đâu còn hình bóng của anh nữa. Dạ. Ở bên người đàn ông khác rồi. Vợ anh mà bỏ anh được, bỏ các con được, để đi theo người ta được, thì mắc gì, tội gì mình phải trông chờ một người như vậy. Dạ. Anh năm nay là nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 1955, năm 30, 39 tuổi. 39 tuổi. Tương lai của anh còn rộng lắm. Dạ. Còn cả bầu trời tương lai phía trước. Dạ. Dạ. Trên đời này còn nhiều phụ nữ, đâu có phải mình vợ anh đâu. Dạ. Nên mà bây giờ như thế này, em biết rằng là để mà quên được vợ anh đó là một cái điều rất khó với anh, và cả một quá trình thời gian. Nhưng em mong anh hãy suy nghĩ lại. Bây giờ anh trước mắt là anh là gà trống nuôi con rồi đấy. Dạ. Mình về mình cố gắng mình ổn định tinh thần tâm lý, mình đừng suy nghĩ tới người vợ này nữa. Mình cố gắng mình đi làm để mình lo cho hai đứa con được ăn học tới nơi tới chốn và động viên các con, để cho các con ổn định tinh thần, có cái tinh thần để mà đi học tiếp tục nhá. Yeah. Còn vợ của anh thì bây giờ nói thật là có tìm về được thì vợ anh cũng khó lắm. Yeah. Bởi vì đâu còn tình cảm, đâu còn thương anh đâu, đúng không? Yeah. Không phải anh về đây anh nhờ mà anh em nói này nói kia anh đâu, nhưng mà em là cái người ngoài cuộc, nhưng mà em nhìn nhận như vậy là anh yếu đuối lắm. Yeah. Dạ anh em mà kiểu nãy mình kiếm giùm để mình bắt cặp con trai đó, để mình hỏi rõ ràng công việc. Rõ ràng gì nữa đây?
Cái chuyện là phơi bày một một thì còn rõ ràng gì nữa. Trước kia mình đến với nhau vui vẻ, thì bây giờ thì hy vọng rằng nếu vợ anh còn nghĩ tới anh mà về với gia đình thì điều đó là cái điều khác, còn không nghĩ tới anh mà muốn bên người đàn ông kia thì về nói chuyện ba mặt một lời rõ ràng. Dạ đúng rồi. Giải quyết trong em đẹp anh ạ. Dạ đúng rồi. Mình cũng phải ra tòa mình ly dị bởi vì có hôn thú đàng hoàng. Dạ. Để cho vợ anh đường đường chính chính đi theo cái người đàn ông mà vợ anh thương yêu, cũng như sau này cái tương lai của anh có muốn tiến tiếp một cái người phụ nữ khác nó được dễ dàng hơn và hợp pháp hơn. Anh bây giờ anh suy nghĩ thấu đáo chưa? Dạ đúng rồi. Anh còn trông chờ vợ về để mà chung sống nữa không? Tại vì em muốn về á, để mình coi á, là thủ tục á, mình làm ví dụ cắt nhất á, em phải nói một lần thôi. Tức là bản thân anh bây giờ cũng suy nghĩ rồi đúng không? Dạ. Là mình muốn vợ về để mà chấm dứt, ra tòa để ly hôn đúng không? Dạ đúng rồi. Em biết cái điều đó là không ai mong muốn, bởi vì em rất thương hai đứa con của anh. Nhưng mà mẹ mà bỏ con như vậy được thì thật sự cái điều đó là không còn cái từ nào để mà chia sẻ nữa rồi anh ạ. Dạ. Nhá, anh phải ổn định tâm lý nhá, mình không được khóc, thứ nhất là mình không được khóc, không được đau lòng nữa. Nhiều đó đủ rồi. Nhá. Tại vì em bị ám ảnh trong phòng, nó về là em nhớ. Mình ở trọ hả? Ở nhà. Nhà của mình luôn như gì? Nhà mình. Ủa anh có nhà ở đây rồi hả? Dạ đúng rồi. Giỏi vậy hả? Nhà của má từ xưa giờ. Má là má nào? Má ruột của em. Là má cho luôn rồi hả? Chưa có cho, còn ở chung. Là ở chung nguyên đại gia đình luôn hả? Dạ đúng rồi. Vậy là vợ anh về làm dâu. Dạ đúng rồi. 14 năm trời là làm dâu hả? Dạ. Vậy là trong quá trình sinh sống giữa vợ anh và mẹ chồng có vấn đề gì xảy ra không? Dạ không. Chỉ xảy ra một lần duy nhất đó thôi đúng không? Dạ đúng rồi, mà nó ôm hẳn đến giờ. Ôm hận luôn hả? Dạ. Có bao giờ vợ anh chia sẻ với anh rằng muốn ra ngoài có cuộc sống riêng tư không? Bắt đầu ra ngoài không? Dạ không. Mẹ anh biết cái chuyện này hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là hai đứa cháu bây giờ có bà nội chăm đúng không? Bà nội đã 80 tuổi rồi. 80 chăm gì đây, khổ quá. Anh có cái lời nào anh muốn nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng xem và chia sẻ video này để tìm kiếm vợ anh về nói chuyện rõ ràng, giải quyết cái chuyện gia đình không? Dạ muốn ạ. Anh nói đi. Em muốn cộng đồng mạng, anh không có thông tin gì vợ của em á, xin hãy chia sẻ giùm anh Nguyễn Minh Hải giùm em, để về hay là cái gì đó để mình nói rằng một luôn, đừng có để vậy mà lén lút vậy hoài. Đau một lần rồi thôi, một lần một thôi, duy nhất thôi, đừng có làm dây dưa hoài, chị không nổi đâu. Hy vọng rằng là em gái vợ của anh trai này nếu có xem được video này đang ở đâu đó thì hãy sớm quay trở về nói chuyện với chồng với con một lần. Nếu thật sự còn thương chồng thương con thì về chồng sẵn sàng tha thứ. Còn nếu mà thật sự mà tới giờ phút này mà hết thương chồng mà đi theo cái người đàn ông đó thì cũng về nói chuyện rõ ràng qua mặt một lời và giải quyết cái chuyện mà ra tòa để mà ly dị. Bởi vì sao? Bởi vì hai vợ chồng có đăng ký kết hôn trước pháp luật, nên mình chia tay thì mình cũng phải làm thủ tục đúng với pháp luật. Nên mong rằng là em gái xem được video này hãy suy nghĩ lại, nếu còn nghĩ tới chồng, nghĩ thương tới hai đứa nhỏ thì sớm quay về. Nếu bản thân em biết thức tỉnh, còn em sẽ tha thứ hết. Còn nếu bản thân em là tới giờ phút này và em khẳng định rằng là em không còn thương chồng nữa mà em muốn đi theo người đàn ông kia thì em phải quay về nói chuyện rõ ràng để đường đường chính chính mình ra đi cho vui vẻ. Nhưng mà bản thân em mà suy nghĩ em bỏ chồng được mà em bỏ con như vậy thật sự rất tội cho hai con, bởi vì con là con ruột của em, máu mủ ruột già của em, chính bản thân em là người sinh nó ra và nuôi nó lớn, mà tới giờ em bỏ hai con của em để em đi theo một cái người đàn ông không đáng như vậy, đó là một cái điều đáng tiếc. Sau này khi mà em có một cái chuyện gì hoặc là cái người đàn ông kia người ta không còn thương em nữa, lúc đó em hối hận thì mọi thứ nó đã muộn rồi nha em gái nhá. Nên mình hãy suy nghĩ lại đi, không có ai là không có sai lầm hết, nhưng sai quan trọng mình phải biết sửa. Thời điểm này, giờ phút này em biết nhìn nhận và thức tỉnh đang còn kịp, đừng để mà mọi chuyện nó hối hận rồi muộn màng rồi. Và khi em xem video này thấy những gì chồng của em nói không đúng thì em cứ lên tiếng, em cứ về đây các anh sẽ giúp em tìm lại công bằng. Ở đây các anh là làm việc công tâm giúp tất cả mọi người hoàn toàn miễn phí, và các anh cũng sẵn sàng là lên án cho những cái sự việc mà vợ chồng phản bội nhau. Bởi vì cái điều đó là không riêng các anh mà tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng không có ai chấp nhận được.
cái điều mà vợ chồng không chung thủy với nhau, đang còn vợ chồng với nhau mà đi phản bội ngoại tình, tất cả mọi người đều không ai chấp nhận được. Rồi cái sự việc của anh thì các anh em đã ghi nhận, sẽ giúp anh hết sức có thể và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí anh trai nhá. Dạ. Anh còn lời gì mà nói không? Còn cái tội em như thế này nè, 6 năm về trước á, thai lưu là không có tìm thai, mà nó nói em quýnh nó sẽ thai. Ừ. Nó ghép tội em với thằng đó, nó nói em là quýnh nó sẽ thai tùm lum tùm lam. Nhưng mà bản thân anh, em hỏi lại một lần cuối cùng trước khi em kết thúc video này, bản thân anh trước giờ anh có lầm làm điều gì có lỗi với vợ con anh không? Dạ không. Anh chắc chắn không? Chắc chắn, không bao giờ đi đâu hết, việc làm không mà làm hoài luôn, chạy xe vừa làm vừa chạy, vừa làm vừa chạy suốt ngày luôn, không có thời gian rảnh nữa. Sinh nhật con thì mua bánh về, lúc đầu thì anh không có tiền bạc gì đó, anh không dám làm sinh nhật con, anh dám luôn đứng ra anh để em ra FE 30 triệu để làm cho hai đứa con sinh nhật đầy tháng, tôi nôi đầy đủ hết, không thiếu thứ gì hết, anh cũng gành gống anh dân trả, em không bao giờ quán trách hay là cái gì hết, tiền anh dân góp người ta đầy đủ, không liên quan gì vợ con. Nếu mà xảy ra chuyện việc thì anh làm tất cả vì con cái, vì vợ, chứ anh nói anh đâu có làm gì rồi anh trai con. Cái sự việc của anh, cái câu chuyện của anh thì tất cả con số anh chị cũng đã biết rồi nha. Cái điều cuối cùng em muốn khuyên anh chân thành, bản lĩnh đàn ông anh yeah. Không được khóc, nước mắt chỉ rơi cho cha mẹ, người thân yeah. Còn vợ anh như vậy không xứng đáng. Việc gì mình phải yếu đuối nhút nhát như vậy? Mình đàn ông mình phải có bản lĩnh đây. Là giờ em còn muốn nợ. Nhớ hay chồng muốn xài, vợ chưa có trả cho hết. Ai là người vay? Em là người vay. Anh là người vay thì chắc chắn anh phải là người trả rồi. Đó là quy luật rồi, không vay phải có trả. Đúng rồi. Và ai là người đứng ra vay thì người đó phải là người đứng ra trả. Cái chuyện đó mình tính sau nhá anh nhá. Hôm nay anh về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm vợ. Anh có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm vợ anh không? Dạ đồng ý ạ. Toàn bộ thông tin anh vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Dạ đúng sự thật 100%, không sai sự thật một lần nói nào đó. Nếu sai em chịu trách nhiệm trước tòa, trước pháp luật nha. Trước pháp luật. Anh cố gắng nha. Về bây giờ mình cố gắng giữ vững tinh thần để mà lo cho con. Anh đừng trông chờ gì nữa. Dạ. Yeah. Nha. Yeah. Làng xóm gì ai cũng biết em hết đó. Giờ anh bước vô nhà hay là bước vô về xóm nó ăn bình nó làm sao? Giờ người ta nói cho anh nghe. Tất cả em làm gì là xóm biết hết. Đi làm về chạy xe bất cứ điều gì xóm về biết hết, sao mà làm vậy, sức đâu mà làm, mày sức đâu mà chịu nổi. Rồi xóm còn khuyên em nữa, mà vợ em không bao giờ khuyên em một tiếng nói nào hết. Tại vì vợ anh có thương anh đâu mà khuyên. Anh làm như trâu như bò, đổ mồ hôi sôi nước mắt còng lưng chạy ngoài đường đi làm tấp nập á, về để lo cho vợ cho con. Nhưng mà vợ anh đâu có ghi nhận cái điều đó đâu. Vậy mà nó nói kèm hả, nó nói sao không quan tâm, nó không quan tâm nó sao em phải là còng lưng dãi nắng và mưa chạy từ đếm đồng tiền chở khách đâu phải người nào như người nào đâu. Đó cũng là một phần, vợ anh nói như vậy cũng là một phần. Dạ. Bởi vì mục đích của anh cũng như là vợ anh đi làm để lo cho gia đình. Nhưng dạ. mà mình làm quá không có thời gian để lo cho vợ. Dạ đúng rồi. Cái tuổi này là cái tuổi 32, cái tuổi đang còn phơi phới mà anh. Không được đi này đi kia, thiếu sự quan tâm. Thì tất nhiên vợ anh chơi những cái trang mạng xã hội, có những người đàn ông khác, họ vào họ thả thính họ tán, họ nói những lời ngon tiếng ngọt thì vợ anh siêu lòng. Đó là cái mà chuyện không, mà ví dụ có làm như vậy đi nữa thì khuyên em nói là thôi anh bữa nay chở em đi chơi cái này kia, em vẫn sẵn lòng anh nghỉ mà. Không tâm sự em cái gì hết á, cái gì cũng quăng lên tức tốt á. Niềm đau nỗi buồn hay là bỏ gơ cái gì cũng vậy đó, quăng lên TikTok mà em đâu có vô TikTok đó, em dòm ngó đâu. Rồi được rồi, anh em ghi nhận rồi nha, cố gắng nha. Dạ. Mình về mình chuẩn bị tinh thần đi nha. Dạ. Rồi xin phép chào anh em, cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã bớt chút cái thời gian vàng bạc để mà lắng nghe hết câu chuyện này. Em cũng rất mong tất cả các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng chung tay góp sức cùng với anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải để giúp đời giúp người, đặc biệt là giúp những cái câu chuyện tìm kiếm người thân và chuyện vợ chồng ngày một càng thành công và tốt đẹp hơn. Em không biết nói gì hơn thì kính chúc cho tất cả các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an may mắn trong cuộc sống. Em xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo.